mọi sở tướng sở hành đều biến thành phước trí trang nghiêm cho bổn tâm. À, quý vị nên nhớ rằng nếu mình còn tu thì mình còn phải có công phu, mình còn phải ngồi thiền. Nhưng mà nếu mà mình đã thanh tịnh rồi đó, thì từ trong cái tứ quay nghi của mình nó đều đạt được cái sự thanh tịnh. Trong cái phần này quý vị không còn dụng công nữa, bởi vì quý vị đã đi vào ở trong cái chơn tánh của quý vị rồi, thành ra không còn dụng công. Còn khi mình dụng công, tất nhiên là mình muốn đưa cái thức để trở về cái trí, lúc đó là gọi là tu, đó là gọi là dụng công. Còn một cái người mà do công phu mà nó thành thục rồi, nó đã viên mãn rồi, thì người đó đã sống hoàn toàn ở trong cái trí. Do đó trong bốn cái, trong cái tứ quay nghi, có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, người đó hoàn toàn nằm trong đại định. Cái phần này khi mà quý vị tu mà vào trong đại định, quý vị sẽ thấy rõ ràng điều này. Lúc đó quý vị không còn khởi ra cái hình tướng tu, mà không còn một cái niệm gì để cho quý vị phải khởi tưởng, bởi vì quý vị đã rốt ráo trong cái pháp tướng. Mà khi mà đã rốt ráo trong pháp tướng thì tự nhiên cái bản tánh của quý vị nó sẽ tịch tịnh và thanh tịnh. Sau khi mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngài giảng xong cái phần tứ đế và pháp thập nhị nhân duyên, thì ngài nhận lời 16 vị dương tử, ngài sẽ giảng kinh Đại Thừa gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà cái kinh Diệu Pháp này cũng giống như trường hợp của Đức Bổn Sư Thích Ca, là gần 40 năm sau khi mà thấy tứ chúng đã thuần thục trên con đường tu, thì ngài mới bắt đầu đi vào ở trong cái thánh đế đệ nhất nghĩa, tất nhiên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ở đây cũng vậy, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai sau khi mà nhận lời các vị dương tử để mà chuyển pháp luân, thì Đức Phật ngài chuyển trước là cái phần thập nhị nhân duyên và pháp tứ đế, và phải đợi đến một cái thời gian trải qua một cái thời gian là hai muôn kiếp, một thời gian hai muôn kiếp, là để cho tâm của tứ chúng đã đầy đủ viên mãn công đức, thì lúc đó Đức Đại Thông Trí Thắng Phật ngài mới diễn pháp Đại Thừa là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Thì cũng như vậy, trong cái thời của Đức Bổn Sư Thích Ca cũng vậy, ngày đầu tiên khi mà ngài chuyển pháp luân là độ cho năm anh em Kiều Trần Như qua cái pháp tứ đế, và sau đó gần 40 năm sau thì trên cái hội Linh Sơn ngài mới diễn pháp kinh Nhất Thừa và kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại vì thời gian 40 năm trong một cái thời gian 40 năm như vậy, thì Đức Phật nghĩ rằng những cái vị thánh, những vị thánh nhân là các vị A La Hán cũng như tất cả tứ chúng đều có thể thâm ngộ và giải ngộ được cái kinh Đại Thừa, do đó ngài mới diễn thuyết. Thì ở đây cũng vậy, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngài nghĩ rằng với thời gian hai muôn kiếp, tâm của tứ chúng đã thuần thục, có thể lãnh hội được kinh Nhất Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa có công năng là giúp cho tất cả mọi người tu đều thấy được cái Phật tri kiến của chính mình. Quý vị thấy rằng cái kinh Pháp Hoa đó, khởi đầu Đức Phật nói là Đức Phật chỉ có một cái nhân duyên, đại sự duy nhất mà ngài xuống ở thế gian này, đó là giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là giúp cho tất cả mọi chúng sinh trở về với bản tâm tịch tịnh của chính mình. Và khi mà ngài giảng kinh này thì có một số người hội nhập được ngay cái nghĩa lý của kinh, và có một số người đến nghìn muôn ức đều sanh lòng nghi ngờ A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy trong cái hội Linh Sơn mà Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng vậy, thì cũng có 5.000 tứ chúng bỏ ra về vì tâm ý của các ngài không thể kham nhận nổi ý nghĩa sâu xa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà quý vị nên nhớ rằng trên cái hội Linh Sơn khi mà ngài giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, cũng có 5.000 người đã
đứng dậy và xin phép Đức Phật để được ra về, bởi vì các ngài nghĩ rằng các ngài đã đầy đủ viên mãn, các ngài không muốn nghe thêm những cái kinh điển đại thừa nữa. A Di Đà Phật. Như vậy thì trong thời Đức Phật chỉ có 5.000 người, còn lúc mà Đức Phật của trong cái thời mà của Đức Đại Thông Tí Thắng Phật Như Lai thì có nghìn muôn ức chúng sinh, là một số rất là đông. Như vậy nếu mà mình có thể mình so sánh giữa cái thời buổi của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai và thời buổi của Đức Phật Thích Ca thì mình thấy rằng chúng sinh ở trong cái cõi Ta Bà này có cái sự thông minh, học đạo có hiểu hiểu nghĩa và liễu nghĩa hơn ngày xưa. Và khi mà Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngài giảng xong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài bắt đầu vào ở trong cái phần tam muội, ngài nhập định ở trong cái tam muội hơn 84.000 kiếp. Đây tất nhiên là chỉ để cho Đức Phật thể hiện cái pháp giới tánh viên dung mà tất cả mọi chúng sinh đều có. Khi quý vị nhập định tất nhiên là quý vị trở về trong cái bản tánh của quý vị chứ không có đi đâu xa hết á. Trong cái bản tánh này nó đầy đủ cái công đức, nó đầy đủ sự thanh tịnh và tất cả mọi nơi để cho mình có thể là mình nghĩ trọn vẹn cái tâm của mình thì chỉ có nằm ở trong cái tam muội này quý vị mới có thể trọn vẹn của bản tâm. Vì vậy mà đối với một người tu, khi mà quý vị mà đi vào ở trong cái tu thiền đó, mà quý vị ngồi thiền đó, mà quý vị nhập định được đó, thì là có thể nói rằng suốt một tuần đó quý vị sẽ thấy thân tâm quý vị rất là khinh an. Thân tâm của quý vị không có cái sự mệt mỏi trong đó, bởi vì quý vị đã nhào vào ở trong chánh định, là coi như là cái nguồn tâm quý vị nó đã thật sự vào ở trong cái cảnh giới mà thanh tịnh hoàn toàn. Do đó khi mà vào ở trong cái cảnh giới đó, những cái giấc ngủ quý vị nó không có bằng. Quý vị ngủ một ngày 8 tiếng, nhưng mà khi quý vị nhập định được đó, thì chỉ cần là quý vị nhập định được nửa tiếng thôi mà quý vị đạt được cái sự khinh an, cái 8 tiếng này nó so sánh không bằng. Và một người mà ngồi nhập định được 8 tiếng đó, thì một tuần của quý vị trải qua đó, quý vị cảm thấy rất là khinh an và sức khỏe quý vị hình như là quý vị không biết cái sự mệt mỏi. Đây là cái trạng thái của tâm nó nhập định, nó khiến cho cái thân nó cũng được cái sự khinh an theo, được cái sự an lạc theo. Quý vị nào có nhập định rồi, quý vị thấy cái lời nói của thầy quý vị hiểu ngay. Còn nếu mà quý vị chưa nhập định được thì quý vị phải cố gắng tu. Và khi quý vị đã hưởng được cái pháp vị trong cái phần pháp thiền thì quý vị mới thấy rằng lời của chư Phật, lời của chư Tổ từ xưa đến nay chưa hề nói dối. Tại vì các ngài thường ở trong cái tịch tịnh và thanh tịnh của cái bản tâm. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kinh kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Bây giờ 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thức trụ chân thiền định vắng bạc, mỗi vị đều lên pháp tòa. Cũng 84.000 kiếp vì bốn bộ chúng nói rộng phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi vị đều độ 600 muôn ức na do tha hằng hạ xa chúng sanh. Chỉ vậy cho được lợi mừng, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật, con xin kính chính thầy. A Di Đà Phật. Trong cái phần đoạn kinh này thì khi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngài nhập thiền định vào trong giáo pháp giới tánh thì lúc đó 16 vị dương tử các ngài đều lên pháp tòa và giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mỗi một vị sa di thì các ngài độ được 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh và chỉ dạy cho họ cái phương pháp tu học và phương pháp để đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thầy giảng về cái phần lý để cho quý vị nghe. Là khi mà 16 cái bản tâm đã kiến đạo, đã vào được trong cái tự tánh thanh tịnh rồi, thì đầu tiên là sẽ độ cho tất cả những chúng sinh ở trong cái lục căn của mình, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,
khẩu ý, để cho cái lục căn này nó rời xa khỏi cái pháp trần tướng, nó rời xa cái pháp mà cấu nhiễm, vọng động, và nó đi vào ở trong cái cảnh giới tịch tịnh giải thoát. Vì vậy mà khi mà sáu căn này nó biết quay hướng trở về trong cái cảnh giới tịch tịnh giải thoát, thì đây gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Tất nhiên là khi mà quý vị dùng cái phương pháp quay tất cả sáu cái căn của mình để nó trở về trong cái bản giác của nó, bản giác tịch tịnh hoàn toàn thanh tịnh giải thoát, thì đây gọi là quý vị đã phát tâm để đi vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kinh kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ. Đức Đại Thông Chí Thắng Phật qua 84.000 kiếp, sau từ Tam Muội dậy, qua đến pháp tòa mà ngồi an lành, khắp bảo trong hàng đại chúng, 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có, các căn thông lẹ, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn ức số đức Phật. Ở chỗ các đức Phật thường tu hạnh thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chi dạy chúng sanh làm cho vào trong đó, các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao? Nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ trì không mất, thì người đó sẽ được vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, trí huệ của Như Lai. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này cho biết rằng Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, sau khi mà từ ở trong cái tâm muội ngài dậy, có nghĩa là ngài đã ra khỏi cái bản tâm tịch tịnh của ngài, thì đầu tiên là ngài tán thán công đức của 16 vị dương tử này, và ngài cho tất cả đại chúng biết rằng những vị dương tử này, trong lúc mà ngài nhập vào ở trong tâm muội, thì những vị này đã lên bồ đoàn để mà giảng thuyết cho chúng sinh, do đó công đức bất khả tư nghị. Vì vậy mà Đức Phật khuyên tất cả đại chúng nên thường thân cận những cái vị sa di này và cúng dường các vị này để mà được cái sự lợi ích lớn của tâm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng các hàng thanh văn và các chư sơ phát tâm Bồ Tát, khi mà nghe những pháp âm giảng pháp kinh diệu pháp liên hoa từ 16 vị dương tử này, thì đem cái lòng kính tin, do đó do cái sự mà kính tin này nó phát khởi ra cái đạo lực đầu tiên, và nhờ cái đạo lực đầu tiên này là tính tâm kiên cố này, nó sẽ lần lần nó đưa cái người tu vào ở trong cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Ở đây là người đã kiến đạo, tất nhiên là đã đạt ngộ được 16 cái bản tâm tốt đẹp này. Và khi nào một chúng sinh mà cúng dường đến 16 cái tâm tốt đẹp này, tất nhiên là quý vị đã quay về trong cái tự tánh của bản tâm. Vì vậy mà quý vị nên nhớ Đức Phật nói một câu: trong tất cả mọi pháp, cái pháp cúng dường mà cao thượng nhất á, là cái người đó phải đắc đạo. Người đó tu hành phải đi trở về cái bổn tánh của mình. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây mà muốn cúng dường cho 16 vị sa di cho đầy đủ và viên mãn, thì tất nhiên là mình phải quay về ở nơi cái tự tánh của mình. Trong cái tự tánh của mình nó đã có những cái sự thanh tịnh và tịch diệt trong đó. Tất nhiên là mình đã cúng dường đến cái 16 cái bản tâm tốt đẹp của chính mình. Sự quay trở lại bên thiền tâm gọi là hồi quang phản chiếu. Có nghĩa là quý vị không có phóng cái lần tư tưởng mình ra ngoài, mình thấy những cái cảnh bên ngoài
để mà mình bị cái thị phi.